Bây giờ giải phẫu cho nạn nhân Châu Dinh Thiêm. Đầu bên phải của nạn nhân có vết thương. Diện tích của vết thương độ khoảng 3,5 cm, có lẽ bị vật cứng đập vào. Trên da phải của nạn nhân có dấu vết bị răng cắn. Cánh tay bên phải cũng có vết bị cào xước. Trên cánh tay trái của nạn nhân có lỗ kim, hơn nữa không chỉ là một. Có thể nạn nhân có thói quen tiêm thuốc. Trọng lượng quả tim 455 gram. Cơ tim của nạn nhân phì đại, độ dày cơ tim của người bình thường là dưới 1 cm. Độ dày cơ tim của nạn nhân là khoảng 1,5 cm. Ở một tình huống nào đó, 60% nhân tố di truyền, 40% thói quen sinh hoạt làm ảnh hưởng. Vết thương trên đầu nạn nhân có khả năng không phải là vết thương chí mạng. Tình hình chi tiết phải đợi sau khi kiểm tra tim mới có thể xác định được. Trải qua kiểm tra thuốc thử khác nhau, trong ly nước soda đã bị người ta thêm thuốc gamma hydroxy butyric, tức là còn được gọi là thuốc kích dục hay nước gì. Ở rất nhiều nơi nó là thuốc được kiểm soát. Có người tổ chức tiệc sẽ lấy nó ra sử dụng, bởi vì người ta cảm thấy sau khi sử dụng nó sẽ tăng thêm cảm giác phấn khích cảm quan, làm cho họ hưng phấn hơn. Nước gì không màu không vị, cho nên rất dễ bị người ta cho vào nước uống, cũng không bị phát hiện. Ngoài việc làm cho người ta vui và hưng phấn, còn nâng cao tính dục, làm người ta mất ý thức. Loại nước gì này thực sự là món yêu thích của tội phạm cưỡng hiếp, bởi vì sau khi người bị hại uống vào, ấn tượng sẽ mơ hồ, không nhớ xảy ra chuyện gì. Cộng thêm bản thân họ cũng sử dụng ma túy, cho nên hiếm khi báo cảnh sát. Phát hình ảnh Dương Tuệ Băng vô quán bar đi. Người đã sử dụng nước gì trong thời gian ngắn sẽ đi lại tự nhiên, nhìn không khác gì với người bình thường hết. Cho nên lúc đó trong lời khai của họ nói, sau khi rời khỏi quán bar thì không còn ấn tượng, nhưng mà mặt chúng ta nhìn vào thì giống như vẫn còn ý thức. Cho nên rất có khả năng Dương Tuệ Băng đã bị người ta cho uống nước gì trong quán bar. Chúng ta là phụ nữ đúng là nguy hiểm quá. Từ nay đi đâu phải tự mình mang nước uống. Như là cô đó, cẩn thận hay hơn. Chỉ cần chúng ta kiểm tra thử trong áo của Dương Tuệ Băng có nước gì hay không, sẽ có thể xác định được suy luận của sếp Dư. Nhưng mà nước gì chỉ lưu lại trong cơ thể con người từ 1-5% thôi, lại còn 3-8 tiếng sau sẽ hoàn toàn bị hấp thụ, rất khó tìm được. Nếu Dương Tuệ Băng bị đánh thuốc mê mất hết ý thức, tại sao giữa chừng tỉnh dậy giết chết Jeffrey chứ? Chuyện này không liên quan tới chúng ta. Gửi báo cáo qua bên phía sếp tỉnh đi, cơ quan điều tra. Đào tổng, kết quả xét nghiệm cho thấy thành phần ma túy của ba cây viết đều giống nhau. Loại ma túy này có tên là Hollywood East. Tôi nghe nói là ma túy được chỉ định của rất nhiều người giàu có ở nước ngoài. Cô có bao giờ nghe đầu tư lướt sóng ma túy không? Chính là cái này. 1 gram khó tìm. Dùng cái này để giết người, đúng là trọc phú. Chẳng những vậy, cô hãy coi nồng độ ma túy lần này tìm được so sánh với chất tàn dư ma túy trong cây viết lần trước ở hiện trường vụ án. Cái tìm được ở hiện trường vụ án á, có nồng độ gấp 10 lần so với cây viết này, tức là trọc phú gấp 10. Hung thủ dùng lượng gấp 10 lần để giết người, coi bộ hận thù cũng không nhỏ. Có phải cô cảm thấy có thể dễ dàng học được rất nhiều chuyện từ tôi hay không? Thật ra con người tôi rất khẳng khái, tôi không ngại có thời gian chia sẻ thêm cho cô biết. Cảm ơn đào tổng. Cô làm ơn, đưa bản báo cáo này cho sếp Dư coi, để ảnh coi nhiều hơn, học nhiều hơn. Tôi rất muốn ảnh học hỏi thêm, làm ơn. Được.